Với xã Bản Ảo ấy, chúng ta giống như là đi tham quan một dự án thông qua máy tính vậy, thì sẽ có rất nhiều tính năng của xã Bản Ảo. Ví dụ như là chúng ta có thể xem được cái thông tin tổng thể của dự án, nhìn được tổng mặt bằng, nhìn được các cái phối cảnh của dự án. Chúng ta có thể đi được vào từng phân khu, chúng ta có thể xem được các cái cảnh quan tiện ích bên trong dự án, thông tin chi tiết, hình ảnh, phối cảnh. Chúng ta có thể đi được vào từng con phố của dự án và xem được từng căn nhà của dự án, và xem được thông tin về từng căn nhà của dự án. Căn đấy là căn mã căn gì, rộng bao nhiêu, hướng gì, diện tích xây dựng như thế nào, chúng ta đều xem được hết. Và sau đây thì tôi xin nhờ anh Trung cho tôi đến công viên Hồ Táo Sóng của The Empire. Đây ạ. Anh Trung cho tôi xem những cái hình ảnh của Hồ Táo Sóng. Chúng ta xem được hết các hình ảnh, rất là đẹp. Đây ạ, các hình ảnh đây ạ. Anh Trung cho tôi đến một phân khu, một cái tiện ích khác đi. Còn tiện ích nào có thể xem được nữa không ạ? Công viên Empire Park có đây chưa? Kinh đô ánh sáng, xin mời cho tôi đến kinh đô ánh sáng. Đây chính là quảng trường Empire, rộng hơn 3 hecta. Và đây là hình ảnh cái tượng điêu khắc thần vệ nữ ánh sáng. Đấy, chúng ta có thể show được hết những cái cảnh quan tiện ích của dự án cho khách hàng xem. Bây giờ tôi nhờ anh Trung cho tôi đi vào một dãy phố của kinh đô ánh sáng. Kinh đô ánh sáng luôn, ngay ở đây. Hiện tại đang mới chúng ta mới đang có của Trà Là, đúng không ạ? Đây là một dãy phố của phân khu Trà Là. Các bạn có thể nhìn rất rõ từng căn, đúng không ạ? Khách hàng nào mà muốn mua căn Trà Là 1255 thì có thể xem được. Đây là căn hướng Tây Bắc, nhà liền kề, diện tích 48m², bên dưới cây trồng trước vỉa hè. Rồi mẫu nhà như thế nào, mái nhà như thế nào, ban công như thế nào, khách hàng đều có thể xem kỹ được, đúng không ạ? Anh Trung cho tôi ra xem một cái công viên bên trong Trà Là để xem hình ảnh cảnh quan ở bên trong khu Trà Là. Đây ạ, đây là một điểm ảnh mà chúng ta đứng ở trên nhìn xuống dưới một công viên ở khu Trà Là. Thì phân khu Trà Là cũng hiện trên bên phải đây là các cái thông tin mà chúng ta có thể được có được những cái thông tin tổng quan về cả một phân khu, số lượng căn, rồi các cái tiện ích trong một phân khu. Anh Trung cho tôi xem một cái cho đi vào một căn của trong Trà Là đi ạ, xem nó như nào ạ. Đây là một căn, không biết là căn này là mã căn là gì anh Trung. Trà Là 12 ạ. Rồi, căn ở dãy Trà Là 12. Thì đây là hình ảnh nội thất tầng 1 của Trà Là 11 căn. Anh cho tôi xin lên tầng 2 cái. Rồi ạ. Cho tôi vào phòng ngủ tầng 2 cái. Ok. Cho tôi xem view phòng ngủ này như nào. Đấy, thì có thể chúng ta xem qua một số góc ảnh. Rồi ạ. Anh thoát ra khỏi đây đi ạ.
cho tôi xem mẫu nhà đi ạ, layout ấy ạ. Khách hàng khi mà muốn chốt căn thì ngoài việc nhìn xem cảnh quan, xem nhà xong rồi thì cũng phải biết là layout của cái căn này như nào. Ở đây chúng ta có xem các cái mẫu layout để khách hàng có thể xem được, rất là đa dạng. Và có lẽ các bạn khi mà bán hàng bằng cái sa bàn ảo này sẽ không cần dùng bất cứ tài liệu gì khác. Và cái hay là chúng ta có thể ngồi khách hàng bất cứ đâu, quán cà phê cũng được, ngồi nhà khách hàng cũng được. Ok, xin cảm ơn. Tôi xin kết thúc cái phần giới thiệu về sa bàn ảo cũng như là cái phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn bán hàng thành công, kiếm được thật nhiều tiền.